Tặng. Hello ông già. Anh em đùa. Em nghe bảo là đây đang tuyển editor đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ bọn anh không có đủ trang thiết bị để thuê, đi về lúc nào sau rồi xin sau nhá. Em bình tĩnh, em có bảo là công ty phải chuẩn bị máy đâu. Em có mang cả máy đen luôn cơ mà. Ui, ảo mà vãi. Chưa gì nó ăn mở cửa để em vào phát rồi. Lần đầu tiên nếu có thằng đi xin việc nó mang cả máy cây đến. Nhà tao mà. Ê này, thằng này em sao mà chú cứ làm như nhà mình ấy nhở? Ui, em mong gặp anh mãi, em idol anh mãi. Nhưng mà khoan đã, chú lần đầu đến văn phòng setup như kiểu là cái nhà chú là như nào? Là fan của anh thì em cày bao nhiêu cái video rồi, em lạ gì văn phòng nhà mình nữa. Chết dở thế này thật đấy. Chú đến đây xin làm editor đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mà editor có gì, máy cây này, đèn ở trên này này, đèn đây này, đèn trước này. Đây là vừa màu tím này, màu xanh này, màu vàng, máy chơi game à? Đấy là anh chưa biết rồi, vậy thì để em trích trọng giới thiệu cho anh. Đây là một combo cây cũng như là tất cả các linh kiện phụ kiện ở đây đều đến từ nhà co xe. Và đặc biệt hơn nữa là có rất là nhiều cái ở bên trong mà em sẽ giới thiệu cho anh. Và thậm chí là có khi anh còn phải cảm ơn em, mượn em để làm con máy này chứ. Nhân viên đến xin việc mà cho mình mượn máy review ạ. Cho chú 5 phút trước khi anh đuổi ra khỏi đây. Dạ đây, ok anh. Thì đầu tiên là về cái case này. Đó chính là cây Corsair IQ 5000T. Thì cây này nó là đúng như cái thương hiệu Corsair của nó luôn. Là đầy đủ LED. Phía trước này nó có 3 cái fan này. Đấy, phía trên này nó cũng có 3 fan luôn. Và 3 fan này là hỗ trợ cho cái tản khí dành cho các con CPU bên trong này. Đấy. Mà máy làm gì mà lắm quạt thế, là 6 quạt à? Dạ đúng rồi anh. Bởi vì cái case nó to như thế này cơ mà. Thế cái cây này gọi là only fan được không? Để có thể đáp ứng được cả một cái cây này thì bên trong nó sẽ có một cái main. Và cái con main này là con main đến từ ISCOP là B660M. Đó, và con main này ấy, nó được làm dựa trên socket là 1700. Nên là bên trong của nó sẽ là con CPU i7-12700K. Chú nói chuyện thế này thì tao như kiểu là vòng kim cô ông đọc thần chú. Rốt cuộc là con chip này thì nó mạnh như thế nào? Để dễ hình dung nhất thì sẽ biết là con Apple M1 Max không? Thậm chí là điểm của nó còn thua cả con chip này luôn. Sếp ạ, bởi vì con sếp này điểm của nó chấm ở trên CPU benchmark ấy là 34.000 điểm, hơn 34.000 điểm luôn. Nhưng mà con M1 Max đó là dành cho kiểu laptop với lại cái mấy cái con all-in-one, cái này máy cây cơ mà ông nội. Thế thì để cho sếp dễ hình dung hơn thì em sẽ so sánh luôn cả mấy con máy cây luôn. Thì cụ thể là với ví dụ như so với cả con i9 thì i9-10800K thì khả năng xử lý của nó còn mạnh hơn 18%. Hay là so với cả con Ryzen 9 5600X thì cái khả năng render của nó cũng mạnh hơn luôn. Con này mạnh hơn? Mạnh hơn luôn, mà cả hai con kia còn đắt hơn cả con này luôn. Ảo nhỉ? Thế là, nhưng mà chú giải thích là nguyên nhân tại sao lại mạnh hơn. Mà trong này anh nhìn thấy kiểu làm trong suốt mà nhìn thấy cả linh kiện không, cả nhiệt độ thứ tinh này. Dạ vâng, đúng rồi, bởi vì cái phần CPU này nó đi kèm với cả một cái tản nhiệt của Corsair luôn. Thì cái tản nhiệt này nó có một cái hay là nó có một cái màn hình LED bên ngoài thì sẽ có thể xem được cái nhiệt độ của CPU như thế nào. Ví dụ như đây 34 độ là bao mát luôn. Bởi vì con này ấy, con CPU bên trong của nó là sử dụng có đến tận 12 nhân mà 20 luồng. Và trong 12 nhân này thì nó có đến 8 nhân là hiệu năng và 4 nhân là hiệu suất. Mà 8 nhân hiệu năng của nó sẽ biết không là nó có thể hoạt động mà sẽ có thể ép xung lên đến tận 5GHz. Còn nhân 4 nhân hiệu suất của nó thì sẽ có thể biết là nó hoạt động ở trong cái khoảng là từ 2.7GHz đến 3.8GHz, giúp cho tiết kiệm điện hơn rất là nhiều luôn. Thở. Mệt quá, hài nói mà tôi còn phải thở. Uầy, nghe thông số lú cái đầu thật sự luôn. Nói chung là mạnh như gì? Vâng, nói chung là nó rất là mạnh luôn. Nhưng mà con này có phải mới nhất không? Con này thì trong thế giới cái CPU của nó thì chưa phải mới nhất, nhưng mà nếu như mà xét về dòng i7 thế hệ thứ 12 thì con này là mới nhất luôn. Và đặc biệt nữa nha, là con này nó còn tích hợp luôn cả cái card đồ họa onboard của nó là con UHD 770. Mà mặc dù là tích hợp card đồ họa kiểu onboard thôi, nhưng mà sếp hoàn toàn có thể chơi game online trên cái card đồ họa đấy luôn. FIFA Online 4 được luôn. Quá là đơn giản với cái với cả cái con card này. Và bên cạnh đó là nó hoàn toàn có thể xuất hình ảnh đến 8K. Tức nghĩa là xuất ra mấy cái màn hình này được 8K á? Được thoải mái luôn sếp ạ, màn hình này 4K là chuyện bình thường. Và đó là những cái ưu điểm của con chip này. Thế sếp có biết là nhược điểm của nó là gì không? Tốn điện. Thì cũng hơi đúng thôi. Bởi vì thực tế thì bình thường là cái con chip này sẽ hoạt động ở tầm khoảng là 125W. Khi nào mà maximum nó hoạt động ấy thì mới là 190W. Nhưng mà đi kèm đó thì Corsair cũng đi cho mình một cái nguồn. Đấy là HX1500i. Con nguồn này là 1500W với cái mức tiêu thụ lên đến là 80 plus platinum luôn. À, thế tao hiểu rồi. Lý do chú mày mang đến đây xin việc là tại vì không muốn tốn tiền điện ở nhà đúng không? Ôi không sếp ơi, có nghĩa là nó không phải lúc nào cũng lấy hết 1500W này đâu. Chỉ trừ khi nào mà sếp kiểu hoạt động hết tất cả công suất của con máy này thì may ra nó cũng không đến 1500 luôn. Nó tầm khoảng 800 đến 1000 thôi sếp ạ.
Nhưng mà con CPU này không thấy tản nhiệt stock à? Hay là tại vì nó có 6 cái quạt ở đây rồi? À thì đúng mà, bởi vì từ những cái dòng mà K ấy, bởi vì nó là dòng hiệu năng cao, vậy nên là thường nó sẽ tản nhiệt stock, nó sẽ không đáp ứng được cái khả năng tản nhiệt của con CPU. Nên là các hãng cũng như là Intel họ lược bỏ bớt đi và ưu tiên cho người dùng là nên sử dụng những cái tản nhiệt, ví dụ như là con xe họ trang bị ở đây này, xem ạ. Ừ. Thế còn dưới này có dòng chữ là ASRock Intel ARC, nó là cái gì ấy? Dạ vâng, xin trích trọng giới thiệu với sếp luôn, đây là con cạc mà hình đầu tiên Intel sản xuất luôn. Intel làm cạc? Vâng, đúng vậy, Intel làm cạc. Ừ, nhưng mà sếp nó không ăn thua rồi, vì đâu có chuyên môn làm cạc xưa giờ đâu. Ấy, sếp nói vậy là không đúng, bởi vì từ xưa đến nay như sếp có thể thấy là ví dụ như những con chip này này thì Intel họ cũng đã làm những cái cạc onboard rồi. Ờ tức đúng, thì tức nghĩa là onboard thì bình thường nó không ngon bằng so với cái cạc khác, đúng không? Nhưng mà ý là nhờ đó họ cũng đã có kinh nghiệm để từ đó họ có thể tạo ra một cái cạc mà hình rời hoàn toàn như thế này. Và cái con cạc này được gọi là ASRock Intel ARC A380 Challenger 6GB. Ây à, bình chi linh thế, đọc xong mà tôi buốt hết cả đầu. Hết tóm gọn lại là con này nó mạnh như thế nào? Con cạc này thì em chấm điểm 3D Max của nó hơn 3.000 điểm. Và cái nhiệt độ nó tỏa ra chỉ đâu ấy tầm khoảng 74 độ C thôi sếp ạ. Tức là nó cực kỳ mát luôn. Mà 3D Max là một trong những cái bài test mà nó kiểu dạng đồ họa cực kỳ nặng luôn. Mà gần như là tất cả các hãng họ đều test. Thế còn nếu mà so với những con khác? Ôi, so với những con khác thì nếu như mà trong chung dòng của nó thì nó có thể so sánh với con GTX 1650 hoặc là con AMD RX 560. Ừ. Nhưng mà nó nghĩa là so là con này thua ấy gì? Không, so là con này có hiệu năng là cao hơn một xíu. À, thế nghĩa là cao hơn. Mặc dù là giá của những con kia là còn nhỉnh hơn con này một tí nữa cơ. À, giá rẻ hơn mà mạnh hơn. Dạ đúng. Thằng này nói chuyện nó cứ điêu điêu. Tôi muốn xem là nếu mà test thực tế thì nó như nào. Ok, thì sếp muốn test thực tế thì đâu, test thực tế như nào? Nếu như mà để test thực tế thì sếp có thể thấy là ví dụ như là khả năng chơi game của nó đi, thì em chơi game CSGO thì nó luôn luôn đạt ở cái mức là từ 80 đến 100 FPS. Wow. Và nếu như mà sếp kiểu setting mức cao hơn một tí ấy, thì FPS nó cũng lúc nào nó cũng ở mức khoảng 57 đến 60 FPS luôn. Từ đó thì kiểu sếp chơi CSGO nó mượt mà không thể phải nghĩ luôn. Mà em đang nói ở đây là sếp chơi ở độ phân giải là 2K ấy nha. Chứ còn nếu mà những cái màn mà bình thường mọi người hay chơi ấy, là Full HD thì nó còn lên FPS cao hơn nữa. Chứ em nói chơi game sếp lại bảo em đúng, chơi game. Đúng, ta bảo là thằng này nói chơi game tốt là tôi cho ra khỏi đấy, kia luôn. Em biết mà. Thì với khả năng edit video thì với những video 4K sẽ hoàn toàn có thể edit một cách mượt mà, hoàn toàn thoải mái. Nhất là những cái video mà kiểu TikTok này hoặc là những video nhanh như kiểu trên kênh Vinso của sếp ấy. Ừ. Thì nó hoàn toàn rất là mượt mà luôn với những hiệu ứng đơn giản. Tuy nhiên thì sếp chỉ có thể thường là view 1/4 hoặc là 1/8 thì nó sẽ rất mượt. Đúng, view 1... bình thường là toàn nên để 1/8 nó không sẽ lag, nhất dạ, là rồi. Khi thêm effect vào. Dạ đúng, thì đó là với 1/8, 1/4 thì mình vẫn có thể view rất là mượt. Tuy nhiên khi mình để 1/2 thì nó sẽ hơi giật một tí thôi. Ừ. Còn anh em edit ở đây thì mọi người chắc toàn để 1/4, 1/8 thì em nghĩ nó không thành vấn đề. Xưa nay là chỉ để 1/8 thôi. Vâng, thì có nghĩa là nó hoàn toàn đáp ứng được khả năng edit video 4K. Và từ video TikTok này hay là video trên YouTube mà sếp làm dài nó đều đáp ứng được tốt. Nhưng mà đang sờ thử xem con này có nóng lắm không, vì quan trọng là nhiệt độ ấy. Và cũng như là cái tiêu thụ điện ấy. Vâng. Thì nó như thế nào? Ừ, về nhiệt độ thì sếp có thể nhìn thấy này, nó chỉ có một quạt thôi. Mà thiết kế lại bé. Sếp nghĩ là ở dưới này thì... Vâng đúng rồi sếp ạ. Sếp có thể nghĩ là con này chắc nóng lắm, nhưng không sếp ạ. Mặc dù chỉ trang bị một quạt nhưng mà quạt họ cải tiến rất là nhiều, bằng cách là ở trên quạt ấy, nó sẽ có nhiều cái vân. Nhờ đó mà khí đưa vào bên trong cái cạc nó sẽ mát hơn, nó sẽ nhiều hơn, tản nhiệt tốt hơn. Và bên cạnh đó về khả năng tiêu thụ điện thì thậm chí là sếp không cần gắn cái nguồn 8 pin này luôn. Nó vẫn có thể chạy được. Tức là về mặt bình thường khi mà nó hoạt động ở một cách hiệu suất cơ bản ấy, nó hoàn toàn có thể ăn chỉ có 75W điện trên cái con men này thôi. Đó, chỉ khi nào mà ví dụ như là sếp tiêu thụ điện nhiều, ví dụ như edit video nặng này hoặc là chơi game nặng này, lúc đấy nó mới lấy điện từ cái nguồn 8 pin này. Và công suất tối đa của nó có thể lấy là khoảng trên hơn 200W. Thôi đừng nói nữa, vào luôn làm việc. Từ từ anh ơi, anh em mình chưa nói chuyện xong mà. Nó còn chưa nói chuyện xong thì dài lắm rồi. Nó còn nhiều tính năng và công nghệ lắm. Đây là cạc đầu tiên mà Intel họ làm mà. Trời ơi, đầu tiên nhá, anh có thể thấy là cái thiết kế của nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Trang bị công nghệ là vi kiến trúc XE-HPG giúp tối ưu hóa trải nghiệm gaming, tận dụng AI kết hợp cho hiệu suất vượt trội. Thậm chí nó hỗ trợ cả ray tracing luôn, là RTX on, RTX off mà sếp hay thấy meme ở trên mạng ấy. Ờ, đúng. Đó. Tiếp theo nữa là một cái công nghệ vượt trội là XE Super Slamming, giúp tăng độ phân giải đầu ra nhưng vẫn duy trì chất lượng hình ảnh nhờ khả năng sử dụng AI bên trong của nó luôn. Bên cạnh đó thì đây là một cái con cạc được biến thể bởi ASRock nên là nó đã được ép xung sẵn. Cụ thể là nó đã ép sẵn ở cái mức cao nhất là 2250 MHz. Và bên cạnh đó nó cũng hỗ trợ đến cả 6GB RAM ảo bên trong.
cùng với đó là nó cũng hỗ trợ những cái thư viện đồ họa mới nhất như là DirectX 12 Ultimate này, cũng như là 3 cổng DP 2.0 và 1 cổng HDMI 2.0 nữa. Hai đưa 5 lít thằng này về cho tôi, trả thằng này nói nhiều điểm nhờ tôi cho mẹ. Có chứ, tất nhiên là bởi vì đây là card đầu tiên mà Intel họ làm nên là bình sinh thì nó vẫn phải tồn tại một vài cái nhược điểm. Một trong số đó dễ thứ nhất là bởi vì nó là card mới thì các game ví dụ như thế hệ cũ thì chưa update kịp để có thể hỗ trợ cho card này. Thì trong tương lai thì em nghĩ là nó sẽ hỗ trợ hết thôi. Con card này mặc dù nó thiết kế là một cổng PCI nhưng mà khi cắm vào thì nó sẽ chiếm thêm một cái PCI ở dưới nữa. Nên ai mà muốn cắm thêm một cái PCI ở dưới nó sẽ hơi khó khăn một tí. Nhưng mà em nghĩ là với một cái case to như thế này thì cái việc mà nó chiếm hai cái cổng PCI này thì nó cũng không phải là vấn đề quá lớn chắc ạ. Nhưng nó có tối ưu hóa cho Windows 11 không? Có sếp, bởi vì đây là cái dòng mà từ con chip này cho đến cái card nó đều hỗ trợ cho những cái công nghệ mới nhất của Windows 11 luôn. Và nhờ đó mà Windows 11 mới có thể khai thác được hết tất cả sức mạnh của cả con card lẫn con chip này luôn. Hết chưa? Hết rồi. Này hết thật nhá. Hết rồi sếp ạ. Bây giờ sau khi mà đã nghe về trải nghiệm xong thì anh có thể giữ em lại làm ở đây. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Cái máy cây là ở đây luôn. Ok. Đấy, ok nhá. Bây giờ một làm máy cây ở đây luôn thì mày được tuyển vào đây không thôi. Và lương của em mà tháng này được ứng trước. Không chuyện đấy, mày phải 2 tháng thử việc hoàn toàn là làm free. Sau okay. đó 12 tháng còn lại sẽ được lương trả góp nha. Ok, chốt. Rồi, cảm ơn em. Tranh thủ là mua luôn cho anh cả cái màn hình bàn phím, thì mấy cái này anh mượn thôi, lát nữa anh phải trả nhá. Mấy cái mang đến này, còn màn hình này, còn bàn phím. Và mình vẫn hy vọng là những anh em nào mà muốn ứng tuyển editor để vật vào studio nhớ truy cập vào link bên dưới nha. Và hẹn lại bạn các video lần sau. Ra mở cửa ban công tiễn bạn ấy về nhỉ. Đây. Về đi. Bọn anh có đường tắt này. Sao có dù không ạ? Không có dù. Em có thể xuống đường này xong là để anh giữ lại máy cây. Then hey, survive, then hey, survive, then hey, survive, then hey, survive.